Lại xin chào toàn thể các bác có liền đam mê yêu thích đánh bạc di cư trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì ra thầy kèo ở mô các bác. Trong nội dung video ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ cho các bác mới chơi là cách cắm kèo vào mô cũng như là cắm như thế nào để cho nó đạt hiệu quả. Nhiều các bác mới chơi là cũng đánh mô như thế này nhưng con vạc nó xuống rất là trời ấy. Xuống nó không êm vạc thì các bác cùng tham khảo cái video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên ý, thì để mà chọn được cái loại keo tốt nhất mà đánh phơi nắng phơi mưa được 15 ngày ấy, thì các bác nên sử dụng cho mình là cái keo A1 đấy. Hiện tại thì bây giờ thời tiết nó đang vào nóng thôi thì keo đấy thì nó chống chảy rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là khi con vạc nó xuống ấy, thì độ bám dính của nó rất là cao. Và cái quan trọng ấy, thì các bác sử dụng keo này thì các bác đánh đều đánh được là lắng mưa. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua keo thì có thể đặt hàng, em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Còn về một cái mô như thế này này các bác này, ở dưới thì nó có một cái đế nhá các bác nhé. Cái đế thì đây là một cái mô. Cái mô thì các bác lên làm cho mình là nó to như là cái vành mũ cối các bác. Đấy thì là đẹp. Còn bắt buộc là phải có cỏ xanh thì con vạc nó thích xuống hơn. Ở đây là những cái ke que mà bỏ đi này. Đấy. Cái độ bám dính của nó vẫn còn rất là tốt. Nhưng mà ý là bây giờ em sử dụng que khác các bác. Cái que này thì để đây. Giờ lấy que khác đây. Cái xe này thì nó có hai loại que nhé các bác nhé. Đấy, một loại que bắt tay và một loại que máy. Đấy, suốt máy thì các bác nên sử dụng là que bắt tay. Khi các bác vào thì các bác vào tầm khoảng vào keo cho em nó rơi vào tầm khoảng 15 phân. Đấy, các bác cắm xuống đây. Một mô như thế này thì các bác cắm tầm khoảng 4 que là ok. 4 que. Cắm nó ngửa ra các bác nhé. Đấy, khi con vạc nó xuống thì nó êm hơn. Đấy, các bác đừng cắm thẳng này rất là khó chịu, vạc xuống là cực kỳ khó chịu. Đấy, một mô bé thì các bác chơi 4, mô to thì các bác chơi 5. Keo thì độ bám dính rất là tốt. Đó, như thế này là ok rồi các bác này. Đấy, khi con vạc nó xuống thì cánh nó sẽ chụp vào đây và nó sẽ dính luôn. Đấy, cắm chắc mô một chút đi thì khi các bác đánh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cái này là chơi 4 que một mô. Đấy, còn sang phía bên đây. Đấy, những cái dài cái kia là bây giờ mô nó hơi cứng thì cắm nó hơi cao một chút. Hôm nay sẽ cắm lại toàn bộ. Đấy, còn thay mô nhựa này thì thay theo loạt thôi các bác. Cái loạt nào mà các bác cảm thấy nó kém và các bác thay nó một cái thời gian dài rồi thì các bác thay nhựa, còn không bình thường thì không cần các bạn. Đấy, như cái này thì chỉ cắm lại thôi. Ngọn cách ngọn tầm khoảng 30 phân các bác nhé. Cắm sâu xuống chỉ để tầm khoảng 25 phân lên bên trên ngọn thôi là được. Như thế này là ok. Đấy, thích 5 cái mô to thì cắm 5 que, nhưng ý là một que ở giữa thì mình có thể là cắm đổ sang một chiều chứ đừng cắm vào giữa, cắm giữa thì nó chật. Bên đây là vạc xốp. Đấy, vạc xốp thì bác nào mà đang có nhu cầu mua thì có thể là đặt hàng luôn. Đấy, nhà em cắt vạc xốp luôn các bạn. Đánh này thì rất là thụt. Hôm nay xuống chia sẻ cho các bác cắm ấy thì không bơi thuyền thôi mà còn ủng. Như cái này là phải thay này các bác. Đấy, cái keo này thì nó chết rồi thì bỏ thôi các bác. Nói chung là cắm thấp xuống thì con vạc nó xuống rất là êm các bạn. Đấy, nhiều các bác là thích cắm cao. Đấy, cắm kiểu như này vạc sợ lắm này. Cái này thì vẫn cho 5 que các bác. Đấy, đánh keo hay cái đầu tư rất là ít các bạn. Tiền mua keo mình bỏ ra rất là ít. Cái này cho 5 que thì
đã có thể là để giữ như thế này đây. Ok, các bác làm như thế này thì đánh con vạc nó sẽ hiệu quả hơn nha các bác nhé. Còn nhiều bác là cắm que cao là con vạc rất là sợ. Một bàn thì các bác đánh tầm khoảng 30 mô thì nó sẽ hiệu quả hơn các bác. Đấy, còn các bác đánh càng nhiều mô thì nó càng hiệu quả, và đánh ít mô thì nó không hiệu quả nhiều bằng. Đấy, cắm sát ra mép này các bác này. Bởi vì cánh con vạc nó rộng lắm, khi nó xuống nó ôm vào mô, cánh nó rất là rộng các bác. Còn nhiều khi các bác cắm này thì con vạc nó cắm thấp xuống, con vạc nó rơi xuống nước ấy, nó bò lên, nó dính. Thế này là ok đó. Các bác cắm săn đều thôi, theo kình hình kiểu như là cái đài sen này này. Đấy, thì con vạc nó chút từ trên đỉnh nó rơi xuống thì nó không bị trợn. Đấy, và nó xuống rất là êm. Đấy, một video thì chia sẻ cho các bác cách cắm mô nhé. Đấy, các bác nào mà xem được video này cần cho mình cái keo bẫy vạc này thì các bác tham khảo đặt hàng cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.